Chào các bạn, chào các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em giải phần bài tập của bài số 2 về công thức lượng giác. Bài này các em nắm cho thầy 4 công thức. Thứ nhất là công thức cộng, công thức nhân đôi, công thức biến đổi tổng thành tích và công thức biến đổi tích thành tổng. Câu 1.7 sử dụng 15 độ tách ra thành 45 độ trừ 30 độ, đây là hai góc đặc biệt. Hãy tính giá trị lượng giác của góc 15 độ ha. Nghĩa là các em đi tính sin 15, cos 15, tan 15 và cotan 15. Trước tiên các em đi tính là sin 15 độ thì nó sẽ bằng sin của chúng ta tách ra thành 45 độ trừ cho 30 độ. Và dùng công thức cộng sin A trừ B là sin cos cosin. Sin cos là sin 45 nhân cho cos 30. Dấu cùng nha, dấu trừ. Cos 45 nhân sin 30. Sin 45 bằng căn 2/2. Cos 30 độ bằng căn 3/2. Cos 45 bằng căn 2/2. Sin 30 độ bằng 1/2. Đến đây chúng ta đặt căn 2/4 ra chung đi. Ở đây còn lại căn 3, ở đây còn lại số 1. Chà, các em có thể tính thành nhân vào thành căn 6 trừ căn 2 trên 4. Cos 15 độ bằng cos của 45 độ trừ cho 30 độ. Ở đây cos 15 độ các em có thể sử dụng căn bậc 2 của 1 trừ sin bình cũng được ha. Hoặc là chúng ta dùng công thức cộng. Chỗ này mình có thể dùng công thức là bằng căn bậc 2 của 1 trừ cho sin bình 15. Nhưng mà ở đây thầy sử dụng công thức cộng để cho các em nhớ công thức nha. Cos A trừ B là cos cos sin sin dấu cộng. Cos 45 nhân cos 30 dấu cộng sin 45 nhân sin 30 bằng cos 45 bằng căn 2/2. Cos 30 là bằng căn 3/2. Sin 45 là căn 2/2. Sin 30 là 1/2. Nó tương tự ở trên mà nó khác nhau dấu cộng thôi. Thì đó nó kết quả nó bằng căn 6 cộng căn 2/4. Tiếp theo các em tính tan. Tan 15 độ thì các em có thể dùng là sin 15 chia cos 15. Đấy, cái này chia cái này. Hoặc là các em dùng công thức là tan 45 độ trừ 30 độ. Tan A trừ B thì bằng tan A trừ tan B trên 1 cộng tan tích bằng tan 45 trừ tan 30 chia cho 1 cộng tan 3. Tan 45 bằng 1 trừ cho tan 30 là 1/3. Chỗ này là 1 cộng tan 45 là 1 nhân cho 1/3. Ở đây mình đi đồng với là căn 3 trừ 1/3. Ở dưới là căn 3 cộng 1. Căn 3 cộng 1/3 thì khử căn 3 đi. Tử nó còn 1 trừ căn 3. Không. Tử là căn 3 trừ 1 nha. Mẫu chính là căn 3 cộng 1. Chưa? Các em có thể trục căn thức chỗ này bằng cách là chúng ta nhân căn 3 trừ 1. Lúc này ở dưới mẫu là thành căn 3 bình trừ cho 1 bình, nghĩa là bằng 2. Trên tử sẽ là căn 3 trừ 1 tất cả bình. Mà căn 3 trừ 1 tất cả bình chính là hằng đẳng thức A bình cộng B bình chính là bằng 4. Sau đó trừ 2AB chính là trừ 2 căn 3. Rồi chia tử mẫu chia cho 2 thì còn lại là 2 trừ căn 3. Từ đó chúng ta sẽ có cotan. Cotan 15 độ
thì nó là nghịch đảo của tan, tan sẽ bằng 1 phần 2 trừ căn 3. Ở đây các em trục căn thức và nhân cho 2 cộng căn 3. Dưới mẫu sẽ là bằng 4 trừ 3 được 1. Chấm 8, các em tính cos A cộng B phần 6. Biết ở đây các em dùng công thức cộng cos A cộng B bằng cos cos sin sin dấu trừ. Vậy là chúng ta thiếu cos A. Vậy là các em phải tìm cái cos A dựa vào cái điều kiện này nha. Mình có cái A này nó thuộc cái cung phần tư thứ hai, là từ B trên 2 đến B. Từ đây các em dễ dàng suy ra được cái gì? Suy ra được cos A nó sẽ âm. Mặt khác các em biết rằng cos A đó, cos bình A đó, nó bằng 1 trừ sin bình A. Từ đó mình suy ra được cos A. Do âm lên bằng bằng trừ của căn bậc 2. Nghĩa là chúng ta mình căn bậc 2 vế lên. Do đó cos A nó sẽ bằng cộng trừ căn. Mình lấy trừ thôi. Một trừ cho sin bình A, nghĩa là cái này bình lên là bằng 1 phần 3. Đó, sẽ bằng là 2 phần 3. 2 phần 3. Trục căn thức luôn thì thành là trừ căn 6 phần 3. Yeah. Tiếp theo là các em sẽ có được cái cos A cộng B phần 6 bằng cos cos sin sin dấu trừ. Cos A là bằng trừ căn 6 phần 3 nhân cos B trên 6 là cos 30 độ bằng căn 3 phần 2. Sin A là 1 phần căn 3. Sin B trên 6 là 1 phần 2. Cái này các em có thể bấm máy tính ra kết quả luôn nha. Ở đây thầy có thể đưa nó về 2 căn 3. Hoặc là mình đưa về trục căn thức luôn, là đưa về 6 luôn đi ha. Cái này sẽ là trừ căn 18 phần 6. Trừ cái này mình nhân thêm căn 3 nữa thì ra được trừ căn 3 phần 6. Căn 18 ha, chúng ta đưa 1 phần 6 ra ngoài luôn đi. Chỗ này sẽ còn là căn 18. Căn 18 là 92 là 3 căn 2 trừ căn 3 cộng căn 3. Tiếp tục B. Câu B là các em tính tan hiệu thì bằng tan A trừ tan B trên 1 cộng tan tích. Vậy là chúng ta chưa có tan A. Các em tính tan A dựa vào cái điều kiện này ha. Mình có là cái A nó thuộc cái góc từ B, 3B trên 2, nghĩa là từ 180 đến 270 cung phần tư thứ 3. Mà cung phần tư thứ 3 sin cos đều âm ha. Do đó sin A này nó âm. Các em khi mà các em làm cái góc mà các em suy ra sin cos, các em phải nhớ cái vòng tròn nha. Cái cung nó nằm chỗ nào? À. Do đó cái điểm M đó nó nằm trong cung đó thì hiển nhiên là cái góc nó như thế nào, dấu của cos và dấu của hành độ và tung độ như thế nào, các em phải hình dung. Tại vì ở cung phần tư thứ ba thì dấu của hành độ và tung độ đều âm, nên sin và cos đều âm. À. Rồi. Từ đó các em có sin bình. Nó sẽ bằng 1 trừ cos bình. À, do sin âm nên thầy có được sin A, thầy lấy dấu trừ thôi. Một trừ cos bình A chính là một trừ cái này bình lên thành 1 phần 9. 9 trừ cho 1 là được 8. Vậy là chúng ta được là căn 8 phần căn 9 là 3. Mà căn 8 thì các em có thể tính ra thành 8 là 4 nhân 2 được 2 căn 2 căn 2 phần 3.
Từ đây mình sẽ tính được cái tan A trừ B trên 4. Thì mình tính tan luôn đi ha, để mình chuẩn bị vào luôn. Tan A thì bằng sin A trên giờ cos A. Sin A là bao nhiêu? Sin A là đây, trừ 2 căn 3 phần 3, 2 căn 2 phần 3. Chi cos A, chi cho cái này là nhân nghịch đảo đi, nhân 3 phần âm 1, thì nó còn là 2 căn 2. Rồi, vậy chúng ta có tan A bằng 2 căn 2. Bằng tan hiệu trên trừ 1 cộng tan ức tích ráp vào luôn. Tan A là 2 căn 2 trừ 1, tan B trên 4 là 1. 1 cộng cho tan A là 2 căn 2 nhân 1. Chưa? Đến đây các em có thể trục căn thức để đưa ra kết quả, không để đây cũng được ha. Chúng ta nên trục căn thức ha, chúng ta nên thôi bạn. Chỗ này là nhân thêm 2 căn 2 trừ 1, chỗ này sẽ là 2 căn 2 trừ 1 tất cả bình. Trên cho cái này 2 căn 2 bình nên là 8. 8 trừ cho 1 được 7. Chỗ này là A trừ B tất cả bình thì bằng A bình cộng B bình. Chỗ này sẽ là 8 cộng 1 là 9. Trừ cho 2AB là 2 nhân 2 là 4. Rồi là 4 căn 2. Rồi xong câu 8 ha. Chúng ta qua 1.9. 1.9 này các em tính công thức nhân đôi của A. Tính sin 2A, cos 2A và tan 2A. Thì sin 2A thì các em phải nhớ bằng 2 lần sin A cos A. Cos 2A thì bằng 2 cos bình A trừ 1, hoặc là bằng 1 trừ 2 sin bình A. Tan 2A thì bằng 1, 2 tan A trên 1 cộng tan bình 1 cộng tan bình A, 1 trừ tan bình A. Nên nó là mình phải đi tìm được cái cos sin tan nha, để mình áp dụng mình tính cái này. Tương tự ở câu A thì các em tính cos và tan, tính cos và tan luôn, để chúng ta áp dụng tính vào đây luôn. Thì thầy tính nhanh khúc này luôn nha, khúc này mình không cần phải tính giống như cái bước ở trên nữa. Thầy tính nhanh luôn, thì bằng cách là mình biết rằng cái này là A nó thuộc cung phần tư thứ hai đúng không? Do đó cái cos A này, cos A này nó phải âm nha. Do đó thầy có được cái cos A này bằng trừ căn bậc 2 của 1 trừ sin bình, bằng trừ căn bậc 2 của 1 trừ cho cái này bình lên là 1/9, thì sẽ bằng 8, giống như trên đó, bằng 8. Vậy là trừ 2 căn 2 phần 3. Đúng không? Từ đó mình có tan luôn. Tan A thì bằng sin A phần cos A. Sin A là 1 phần 3. Chia cho cos A là bằng trừ 2 căn 2 phần 3. Vậy là chúng ta sẽ ghi là bằng trừ 1 phần 2 căn 2. Chưa? Yeah. Bây giờ mình áp dụng mình tính nha. Thầy mẫu mực xíu đi ha. Sin 2A nghĩa là bằng 2 lần sin A cos A. 2 lần sin cos, 2 lần 1 phần 3 nhân cho trừ 2 căn 2 phần 3. Chỗ này sẽ là trừ 4 căn 2 phần 9. Cái này mà sai bước đầu là sẽ hết nha. Cos 2A, các em dùng bằng cos bình A trừ sin bình A, hoặc là các em có thể dùng bằng 2 cos bình A trừ 1, hoặc là 1 trừ 2 sin bình A cũng được. Do đó thầy sẽ dùng bằng 1 trừ 2 sin bình đi. Để mình lấy được kết quả góc hình luôn. 1 trừ cho 2 sin bình A là 1 phần 9. Chỗ này sẽ là 2 phần 9, vì đồng lên là 9 trừ 2 được 7, 7 phần 9. Tiếp theo là tan 2A. Tan 2A là bằng 2 tan A
trên cho 1 trừ tan tích. Chỗ này là trừ nha, tại vì cái này tan 2a, chính là tan a cộng a đó. Nên nó bằng tan a trên cho 1 cộng cho 1 trừ cho tan a nhân tan a là tan bình a. 2 nhân tan a là 2 nhân cái này. 2 nhân cho trừ 1 phần 2 căn 2 chia cho 1 trừ tan bình a là cái này bình lên là 1 phần 8. Chỗ này thầy rút gọn đi, số 2 nó còn là trừ 1 phần căn 2 chia cho cái này là huy động lên là bằng 7 phần 8. Chỗ này các em huy động lên là bao nhiêu? 8 trên cho 7 căn 2 trừ 8 phần 7 căn 2. Rồi. Câu B. Sin A cộng cos A bằng 1 phần 2 với góc A nằm trong cung phần tư thứ 2. Ở đây nó không cho từ B trên 2 đến B nha, mà nó cho đến 3B trên 4 thôi. Thì vấn đề đặt ra các em phải tìm được sin cos là các em có thể tính được ha. Sin 2A được tính bằng 2 lần sin cos. Ở đây các em có thể tính thành tính sin cos ra để tính sin 2A cho nhanh cũng được. Ví dụ như chúng ta có cos bình cộng sin bình thì bằng à. Chỗ này thầy sẽ bình phương hai vế lên. Sin A cộng cos A bằng 1 phần 2 thì mình tương đương bình phương hai vế lên. Sin A cộng cos A tất cả bình. Giờ đây sẽ bằng 1 phần 4. Khai triển hàm đơn thức ra. Ở đây là A cộng B tất cả bình thì bằng A bình. A bình chính là sin bình A cộng cho B bình là cos bình A cộng 2AB là 2 lần sin cos. Không, này bình cộng cái này bình cộng 2 lần AB. Hàm đơn thức các em 1 phần 4. Mà sin bình cộng cos bình á, thì bằng 1 cộng cho 2 lần sin A cos A chính là bằng bằng sin 2A đó, là mình tính được sin 2A luôn. Bằng sin 2A bằng 1 phần 4. Từ đây thì tính được sin 2A. Sẽ bằng 1 phần 4 mà trừ cho 1. Thì sẽ bằng âm 3 phần 4. Sin 2A bằng âm 3 phần 4. Thì rõ ràng sin 2A nó âm là đúng ha. Tại vì ở đây các em thấy rằng cái A đó, tại vì mình giải theo kiểu này, mình ra trực tiếp sin 2A luôn. Còn em giải theo kiểu là các em áp dụng cos bình cộng sin bình bằng 1 á, thì các em đi tìm sin và cos, thì các em phải nhìn vào cái điều kiện này, các em tìm để các em lấy cos A và sin A. Còn giải kiểu này tính trực tiếp ra cos sin 2A luôn. Tại sao nó âm thì các em thấy rằng nếu chúng ta nhân đôi cái này lên thành 2A thì sẽ lớn hơn B và nhỏ hơn hoặc bằng là chỗ này là lớn hơn 2 lên là thành 3B trên 2. Do đó lúc này 2A nó thuộc cung phần tư thứ 3, do đó sin 2A nó âm, hợp lý chưa? Có được sin 2A rồi, các em có thể tính được cos 2A, vậy là chúng ta sẽ có này. Cho đề bài là A lớn hơn B trên 2 và nhỏ hơn 3B trên 4. Thì thầy sẽ được là B sẽ nhỏ hơn 2A, nhỏ hơn, cái này không có dấu bằng nha, nhỏ hơn 3B phần 2. Do đó mình sẽ có được là gì? Sin của 2A nó âm và cos 2A nó cũng âm luôn. Do đó các em áp dụng sin bình cộng cos bình bằng 1 ha. Thì có là cos bình cộng sin bình bằng 1 nên mình sẽ có được cos bình 2A sẽ bằng 1 trừ sin bình 2A. Suy ra cos 2A sẽ bằng cộng trừ, nhưng mà do nó âm rồi mình lấy dấu trừ thôi, căn bậc 2 của 1 trừ sin bình 2A. 1 trừ cho cái này bình lên là 9 phần 16 bằng 16, 16 trừ cho 9 được 7, 7 phần 16 là trừ căn 7 phần 4.
Rồi có được cos 2a luôn rồi thì các em tính được tan 2a rất là dễ dàng. Tan 2a thì mình dùng sin 2a đi. Chia cos 2a bằng -3/4 chia cho -(-7/4). Vậy nó còn lại là bằng 3/(-7). Tiếp tục câu số 10. Tính giá trị biểu thức sau. Ở đây các em nhìn vào đây thì các em thấy rằng nó cho tích nè. Để chúng ta rút gọn được những cái biểu thức như thế này á, thì các em nên biến đổi một hoặc đặt nhân tử chung. Ở đây chúng ta không thấy cái gì chung cả ha. Do đó mà nếu mà các em nhìn nhanh các em thấy sin cos, sin cos nè, sin cos này, sin b trên 10 này, cos này, thì bên đây là cos sin ha, sin cos, cos sin, sin cos, cos sin, và là công thức của sin. Vậy chúng ta có cái biểu thức a này các em dùng sin cos cos sin nha, chứ các em đừng có biến đổi tích thành tổng nha, nó sẽ mất thời gian đấy. Nếu mình nhận dạng được ở đây cái dạng là sin cos này, sin ví dụ như sin a này, cos b này, thì bên đây cos a này, sin b này, đấy, thì nó bằng sin, sin của gì các em, sin 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 cùng nên nó sin a cộng b. Đó, còn đây là cos cos sin sin này, cos cos sin sin này là của cos, cos a này, cos b này, sin a này, sin b này, đấy. Do đó mình sẽ đưa nó về công thức cộng nha. Ở đây sẽ bằng sin của a cộng b là sin của π/15 cộng cho π/10. Ở dưới chính là cos, cos đối nha. Cos này là cos a cộng b, 2π/15 cộng π/5. Đấy. Bây giờ mình thu gọn cái góc này lại. Sin của cái này là π/15, vậy em mẫu là 30 đi. 30 thì chỗ này sẽ là 2 này 3. Vậy là 2 3 là 5π. 5π/30. Chúng ta giải ước cho 5 thì là π/6. Chỗ này mình là 15 mẫu chung, 3, 3 với 2 là 5. 5π/15. Thì còn lại là gì? 5/15, vậy là cos π/3. Sin π/6 là sin 30 độ. Đúng không? Thì bằng 1/2. Cos π/3 là cos 60 độ thì cũng bằng 1/2. Do đó nó bằng 1. Câu B. Ở đây các em nhìn đây là những cái dãy như sin cos liên tiếp thì khả năng chúng ta dùng công thức nhân đôi. Các em thấy rằng cái 10 cái π/16, π/8 này chính là 2 lần b của 16. Còn π/16 này chính là 2 lần của π/32. Do đó chúng ta dùng sin cos ở đây thành công thức nhân đôi này. Em nhớ không? Sin a cos b. Sin a cos a không? Thì sẽ bằng gì? Sin 2a thì bằng 2 lần sin cos. Các em chú ý chỗ này nha, sin 2a bằng 2 lần sin cos, do đó sin cos sẽ bằng sin 2a chia 2, nghĩa là bằng sin cung π/16 ha. Đây, thì phân tích chỗ này xíu nha. Đây, chúng ta có là sin của π/16 đó thì nó bằng 2 lần sin của π/32 nhân cho cos của π/32. Tại vì cái sin của π/16 này là các em có hiểu nó là sin của 2 lần π/16. Nhầm. Chỗ này sin của π/16 thì nó bằng sin của 2 lần 2/π/32 chứ. Đấy. Sin của π/16 chính là sin của 2 lần π/32. Các em hiểu giống như là sin của 2a thì bằng 2 sin a nhân cos a. Do đó thì lúc sin a cos a này chính là bằng sin của
pi phần 16 chia 2 nha. Và chỗ này chúng ta sẽ có là bằng sin chia 2, nghĩa là bằng 1 phần 2 đó, sin của pi phần 16. Rồi, nhân cho cos của pi phần 16 và nhân cho cos của pi phần 8. Tiếp tục một bước nữa thì các em thấy rằng ngay chỗ này sin cos chỗ này nữa này, thì thầy viết có thể có là sin của pi phần 8 thì nó bằng sin của 2 lần pi phần 16, giống như là sin 2a thì nó bằng 2 lần sin a nhân cos a. Do đó thầy rút ra được cái sin pi phần 16 nhân cos pi phần 16 nó bằng sin pi trên 8 chia 2. Chỗ này là tiếp tục 1 phần 2 thầy giữ nguyên, nhân chỗ này mình rút ra được là 1 phần 2 của sin pi phần 8. Chỗ này nhân cos pi phần 8 viết lại, đúng không? Lại tiếp tục một lần nữa, 1 phần 2 nhân 1 phần 2. Chỗ này là tiếp tục nó bằng là gì các em? Sin 1 phần 2 sin của pi phần 4. Chờ, pi phần 4 chính là bằng 2 lần pi phần 8 đó. Bằng chỗ này 1 phần 2, 1 phần 2, 1 phần 2 chính là bằng 1 phần 8. Sin pi trên 4 là bằng căn 2 phần 2. Vậy nó cần căn 2 phần 16. Rồi, kèm 3 câu số 11. Chứng minh đẳng thức sau. Sin A cộng B nhân sin A trừ B bằng sin bình A nhân cos bình A cộng cos bình A cos bình B trừ cos bình A. Ở đây nó có với 1, với 2, với 3. Thì bây giờ thầy sẽ có cái phần này mình biến đổi cái phần này nó ra cái này nha. Biến đổi cái này ra cái này. Thì thầy có là cái vế bên trái đi bằng cái này, đáng lẽ sin cos thì mình dùng công thức nhân đôi của sin, nhưng mà ở này là sin sin, chắc chắn là mình nên dùng công thức cộng đi, biến đổi sin này là thành sin a cộng b là sin cos cosin, sin cos cosin. Thử đi ha, sin a nhân cos b dấu cùng nha, cộng cos a nhân sin b. Rồi xong phần này, tiếp tục chỗ này sin a trừ b là bằng sin a nhân cos b dấu cùng dấu trừ cos a sin b. Rồi cái này các em kiểm tra là sin a cos b này, sin a cos b này, chỗ này cos a sin b này, cos a sin b này, cos a sin b này, nó giống như hàng đẳng thức không các em? Mình dùng như sin cái này là a này cộng b này, sau đó nhân a này trừ b này, nghĩa là bằng a bình trừ b bình, à bằng a bình trừ b bình, nghĩa là bằng cái này bình trừ cái này bình, thì sẽ bằng là sin a này nhân cos b này tất cả bình trừ cho cos a này nhân sin b này tất cả bình. Chưa? Chỗ này thầy sẽ viết ra thành là sin bình a này nhân cos bình a. Chỗ này sẽ là cos bình a nhân sin bình b. Đến đây á, thầy thấy rằng có cái cos bình a chung này. Mình đặt cos bình a làm những tử chung. Chỗ này nó còn là gì? Chỗ này nó còn sin bình trừ sin bình a trừ sin bình b. Nó vẫn còn một cái cos bình a ở đây. Không, sai sai.
chỗ này chữ cốt bình B, vậy là không có nhân tử chung nha các em. Chỗ này là sin bình A cốt bình B, này cốt bình A sin bình B, rõ ràng không có nhân tử chung. Mà cái vế bên này nó đưa về sin bình A và sin bình B. Đây sin bình A, bên này sin bình B, vậy chúng ta phải chuyển cái cốt bình B này thì bằng 1 trừ sin bình B. 1 trừ sin bình B. Thử coi. Bạn tiếp nha. À, sin bình A. Cốt bình B này thì viết thành gì? 1 trừ sin bình B. À, chỗ này cốt bình thì bằng 1 trừ sin bình A. Chỗ này sẽ bằng 1 trừ sin bình A. Con này sang sin bình B viết lại. Có nghĩa là mục đích ra mình để lại sin bình A và sin bình B. Nghĩa là mình biến đổi về sin bình A và sin B hết nha. Còn cái vế bên này mình chuyển về cốt bình A và cốt bình bình B. Nhưng mà do mình đang làm cái vế bên vế số 2 trước. Bây giờ mình nhân ra nha. Sin bình A nhân 1 là sin bình A. Chỗ này là trừ sin bình A nhân sin bình B. Chỗ này sin bình B có dấu trừ nhân 1 thành trừ sin bình B. Chỗ này sin bình B dấu trừ với trừ thành cộng, cộng sin bình A nhân sin bình B. Ở đây mình thấy là mình khử được cái sin bình A nhân sin bình B. Thì lúc này nó còn lại là sin bình A trừ cho sin bình B. Không biết có cách nào nó nhanh gọn hơn hay không, nhưng mà đây là cách thầy suy nghĩ như thế nào thì làm như thế đấy, là chưa chuẩn bị trước. Do đó có thể nó dài, các em kiểm tra xem có cách nào nó ngắn hơn hay không nha. Đó là một cái hướng để mình giải quyết, mình đưa về cái vế bên vế số 2. Tương tự để mà đưa về vế số 3 này thì các em chỉ cần tách cái chỗ này sin bình A đưa về 1 trừ cốt bình A. À, chỗ này là sin bình B mình đưa về 1 trừ cốt bình bình B để mình ra được chỗ này. Hoặc là các em có thể biến đổi ngay chỗ này để ra bên này cũng được. Bằng cách là ta lại có cái vế 2 á, nó bằng sin bình A trừ cho sin bình B. Thì mình chuyển sin bình A này chỉ bằng 1 trừ cốt bình bình A. Chỗ này dấu trừ mở ngoặc, sin bình B thì bằng 1 trừ cốt bình B. 1 trừ cốt bình A trừ 1 trừ trừ thành cộng. À, số 1 mình khử đi, nó còn là cốt bình A trừ cốt bình B. A cốt bình B nhé, trừ cốt bình A. À, đúng chưa? Đây, cốt bình B trừ cốt bình A. Bằng với số 3. Rồi, chúng ta qua câu số 12. Cho một tam giác ABC góc B bằng 75 độ, góc C bằng 45. Thầy vẽ sơ cái tam giác này ra nha. Cho cạnh BC bằng 12. Câu A. Sử dụng công thức tính diện tích tam giác bằng bằng 1 phần 2 AB sin góc xen giữa. Nghĩa là diện tích này được tính bằng 1 phần 2 AB. A này. AB này. Là nghĩa là sin bằng 1 phần 2 AB sin góc C. Và định lý sin. Chứng minh diện tích tam giác ABC được tính bằng công thức A bình phương sin B sin C trên 2 sin A. Nghĩa là cái công thức tính diện tích này nó sẽ liên quan đến cái dữ kiện đề bài. Là cho cả sin góc A. Ở đây sin góc A đưa về góc ABC luôn ha. Và cạnh BC. Thì các em nhìn vào cái công thức S á, nó bằng 1 phần 2 AB sin C. Trong công thức này nó không có chữ B. Do đó nên các em phải tìm em rút B ra cho thầy. Tìm rút B. Thì mình dùng định lý sin. Định lý sin là chúng ta có
cạnh chia sin góc đối, nghĩa là C trên sin góc C thì nó sẽ bằng B chia sin góc B, và nó sẽ bằng A trên sin góc A. Vậy lúc này thầy chỉ cần rút cái B ra, B ra để liên quan tới sin A. Vậy thầy rút chỗ này B ra bằng A nhân sin B chia sin A. Từ đây thầy rút ra được là B bằng A nhân sin B chia cho sin A. Chúng ta thay vào 1 đi. Lúc này chúng ta suy ra S sẽ bằng 1/2 nhân cho A nhân cho B, chính là A nhân cho sin B chia sin A. Chúng ta viết gọn lại là bằng A bình. Đây, A bình. Chỗ này thầy thiếu nhân sin C nha. A bình nhân sin B nhân sin C chia 2 lần sin A. Rồi. Câu B sử dụng kết quả câu A và công thức biến đổi tích thành tổng, hãy tính diện tích của tam giác ABC. Sử dụng kết quả câu A. Đây. Và công thức biến đổi tích thành tổng. Hãy tính diện tích của tam giác. Ở đây mình có thể thay góc trực tiếp vào được hết rồi đó, tại vì góc A mình có thể tính bằng 180 trừ cho hai góc này là mình tính được rồi. Nhưng mà cái đề người ta yêu cầu mình biến đổi tích này thành tổng ha. Rồi chúng ta tính diện tích ha. Lúc này ở câu B sẽ là S bằng A bình phương sin nhân sin thì các em nhớ là cos sin sin á, là công thức của cos. Vậy cái này liên quan tới là bằng 1/2 sin nhân sin đó các em, bằng 1/2 cos. Thì thật thông thường các em sẽ quên nó dấu trừ hay dấu cộng đó, hình dung không? Thầy cứ viết cái này đi, cos A trừ B, sau đó các em này cos A cộng B đúng không, nó 1/2. Chỗ này mình không nhớ nó dấu gì cả, nhưng mà cos A trừ B là cos sin sin dấu cộng, đây là cos sin sin dấu trừ. Do đó mình sẽ cộng lại, mình sẽ trừ ra nha, mình sẽ trừ ra. Mình không để các em tra công thức ha. Tra công thức nha, phải chắc nha các em. Đấy. Chưa? Thông thường các em sẽ quên ngay chỗ dấu trừ hay dấu cộng đó. Còn cái về công thức đó thì các em nhớ viết A trừ B trước, đây, trong công thức này này. Còn cách thầy nhớ dấu trừ hay dấu cộng đó, thì thầy dựa vào công thức cộng á. Cos A trừ B là cos sin sin dấu cộng, có nghĩa là phía sau là sin sin. Sin A sin B dấu cộng, còn cái này là cos sin dấu trừ. Sin A sin B, do đó khi mình trừ vế thì vế lấy cái trên trừ cái dưới. Lấy cái trên trừ dưới nó ra được 2 lần cái này thì em rút ra nó mới ra được 1/2. Do đó là các em lấy A trừ B cộng A trừ B trừ cho A cộng B nha. Đó là cách tư duy để mình nhớ công thức, chứ không là sau này về lâu các em sẽ quên công thức ngay. Vậy chắc chắn là để mà nhớ là các em phải nhớ được công thức cộng cho nó nhuần nhuyễn nha. Chứ thầy mà cũng không trực tiếp thầy nhớ công thức này, lâu ngày 1-2-3 tháng các em sẽ quên. Nhưng mà các em nhớ công thức cộng cho kỹ thì hiển nhiên là những cái chỗ này nó rất không thành vấn đề nữa nha. Rồi bằng 1/2. Rồi cos của A trừ B, cos của B trừ C, đồng hợp này là cos B trừ C. Chưa? Rồi trừ cho cos của B cộng C. Rồi chia cho 2 lần sin A. Ở đây là A bình. A bình là bằng 12 bình phương. Chỗ này số 2 đưa đây chia 4 luôn đây ha. Sin A. Sin A là sin của 180 độ trừ cho cái này bao nhiêu? Cái này 75, 80 hết 120 rồi đúng không? 80
120 thì còn lại 60. Chỗ này sẽ là cos B trừ C 75 trừ 45, còn lại 30 độ, trừ cos B cộng C là 120. Rồi xong, 12 bình là 144. Cos 30 độ là các em bấm ra được căn 3/2, trừ cos 120 độ là trừ 1/2, chia cho 4 sin 60 độ là căn 3/2. Ở đây là mình bấm máy thôi mình ra được diện tích nha. Câu 13. Trong vật lý thì phương trình tổng quát của một vật dao động điều hòa cho bởi công thức là XT là một cái phương trình dao động điều hòa A cos omega T cộng phi, trong đó T là thời điểm tính bằng giây, XT là một cái ly độ của vật tại thời điểm T, và A là biên độ dao động lớn hơn không, và pha ban đầu là phi nằm trong khoảng từ trừ bi đến bi. Xét hai dao động này, chúng ta tìm dao động tổng hợp. Thực tế đây là tìm dao động tổng hợp của hai dao động thành phần đấy. Thì các em tổng lại thôi, các em dùng biến đổi tổng thành tích, để sử dụng công thức biến đổi tổng thành tích để tìm biên độ pha ban đầu. Và chúng ta sẽ có là phương trình dao động tổng hợp là XT bằng X1 cộng X2, đồng nghĩa là bằng 2 ra chung luôn nha. Nó còn lại là cos của bi phần 3T cộng rồi. Đấy. Thì các em nhớ công thức cos cộng cos thì bằng 2 cos cos. Cos cộng cos là 2 cos cos, cos trừ cos trừ 2 sin sin, sin cộng sin là 2 sin cos, sin trừ sin là 2 cos sin. Các em nên thuộc lầu lầu cái đó luôn. Thầy trong miệng thầy luôn luôn là thuộc cái đó rồi. Còn khi nào các em ngày nào cũng giải toán thì em mới nhớ, chứ còn khi mà để lâu ngày là mình quên ngay công thức lượng giác liền. 2 cos cos, em dùng cos cộng cos là 2 cos cos nha. Các em dùng công thức trung bình cộng trước nha. Cos cộng cos là 2 cos cos, nghĩa lấy A cộng B chia 2 trước. Vậy là bằng 2 lần cos góc này cộng góc này chia 2. Góc này cộng góc này chia 2. Thì bây giờ mình chú ý là mình sẽ viết là cái này cộng cái này là gấp đôi lên, sau đó chia 2 thì nó vẫn còn lại cái này. Do đó nó vẫn còn lại là bi phần 3T, đúng nào. Tiếp tục cái này cộng cái này chia 2, bi trên 6 mà trừ cho bi trên 3 thì nó còn trừ bi trên 3, sau đó chia 2 luôn, mình trừ bi trên 6. Em hiểu chỗ này không? Chỗ này là thầy lấy A cộng B chia 2 đó nha. Hình dung không? Lấy A cộng B chia 2, lấy cái này thầy cộng trước nè, hai cái này đồng dạng thầy cộng trước nè. Sau đó mình chia 2 đi, để hai này giống nhau cộng lại gấp 2 lên. Chia 2 thì nó vẫn còn chính nó. Còn cái này á, cộng cái này chia 2 thì mình lấy cái này cộng cái này thì bằng trừ B trên 6. Nhầm. Chỗ này mình cộng lại thành trừ B trên 6, chia 2 nữa thành trừ B trên 12 chứ. Đấy, trừ bi trên 12. Ok. Rồi, tiếp theo bước thứ hai là nhân cho cos A trừ B chia 2 nha các em. A trừ B chia 2. A trừ B. Đấy, viết lại công thức. Rồi. Cái này trừ cái này thì mất rồi. Chỉ có chia 2 chăng nữa thì cũng không có đáng, không quan trọng nữa. Rồi, cái này mà trừ cho cái này thành cộng nha. Trừ cho trừ thành cộng chỗ này. Thành B trên 6 mà cộng B trên 3 thì bằng B trên 2. Chứ nào, B trên 2 mà chia 2 nữa thành B trên 4. Chỗ này chính là B trên 4. Đấy, kìa bông các em. Đấy. Rồi, bằng chỗ này là 4. Nhân cho cos B trên 4 là bằng căn 2/2. Nhân cho cái hàng cos này. Xong. Vậy các em đã có được cái biên độ. Lúc này biên độ dao động chính là bằng 4/2 là bằng 2 căn 2 cm. Và pha ban đầu phi này bằng trừ bi phần 12. Yeah. Đây là cách để xác định biên độ và pha ban đầu trong dao động điều hòa. Các em đã học.
trong chương trình vật lý đúng không ạ? Vậy là chúng ta đã hoàn thành cái bài số 2 phần bài tập. Cảm ơn các em theo dõi video này nhé. Tạm biệt, chào các em.